Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển Trinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống Trong video ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 11 Mái nhà yêu thương Phần A kiến thức trọng tâm Thứ nhất phân biệt vần yêu, vần ưu, vần yên và vần yêng Thứ hai, đó là mở rộng vốn từ về người thân và dấu hai chấm. Dựa vào phần A kiến thức trọng tâm thì cô và các em sẽ thực hiện phần B bài tập. Với phần B bài tập thì chúng ta sẽ có tất cả 16 câu hỏi theo mức độ khó tăng dần, từ câu số 1 đến câu số 4 thuộc mức 1, từ câu số 5 đến câu số 11 thuộc mức 2 và từ câu 12 đến câu số 16 thuộc mức 3. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi ở mức 1 từ câu số 1 đến câu số 4 như sau. Câu hỏi số 1. Dòng nào điền đúng lần lượt vần yêu hoặc vần ưu cho các chỗ chấm sau? Vào ngày chữ tờ dấu nặng chấm 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 trường cô giáo chữ giờ dấu nặng chấm 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 giảng dắt học sinh vào lớp đáp án a vần yêu vần yêu. Đáp án B, vần ưu, vần yêu Đáp án C, vần ưu, vần ưu. Và đáp án D, vần ưu, vần ưu. Với câu hỏi số 1 thì Kem sẽ điền lần lượt các vần, vần ưu và vần ưu vào các chỗ chấm như sau. Ô chấm thứ nhất, các em sẽ thấy đằng trước chỗ chấm thì sẽ có chữ tờ ở dưới có dấu nặng và tiếng trường đằng sau. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ điền vần ưu để được từ tựu trường. Chỗ chấm thứ hai các em thấy đằng trước chỗ chấm có chữ giờ, ở dưới có dấu nặng và đằng sau có tiếng ràng. Vậy trong trường hợp này các em sẽ điền vần ưu để có từ dịu dàng. Vậy thì Đáp án mà điền đúng lần lượt vần yêu và vần ưu ở các chỗ chấm đó là đáp án B, vần ưu, vần yêu. Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ, chỉ người thân trong gia đình? Đáp án A. Cố, cụ, cháu, chất, bạn thân. Đáp án B. Công nhân, em trai bác sĩ Mợ đáp án C bác hàng xóm anh trai chú chị gái và đáp án D bác chú dì, cụ cháu chất với câu hỏi số 2 trước tiên kem sẽ quan sát đáp án a thì các từ cố cụ cháu và chất thì đều chỉ người thân trong gia đình. tuy nhiên từ bạn thân thì sẽ không chỉ người thân trong gia đình. cho nên a thì không phải đáp án đúng. đáp án b thì kem sẽ thấy có các từ em trai và mợ thì chỉ người thân trong gia đình. nhưng từ công nhân và từ bác sĩ thì sẽ chỉ nghề nghiệp chứ không chỉ người thân trong gia đình. như vậy thì b không phải đáp án đúng. đáp án c anh trai chú và chị gái thì chỉ người thân trong gia đình. Tuy nhiên, bác hàng xóm thì không chỉ người thân trong gia đình. Như vậy C thì cũng không phải đáp án đúng. Còn đáp án D, bác, chú, dì, cụ, cháu, chắc. Những từ này thì đều chỉ các thành viên người thân trong gia đình. Như vậy ở trong câu số 2, đáp án đúng là đáp án D. Các em sẽ khoanh tròn đáp án D trong câu 2. Câu hỏi số 3, Câu nào không phải là câu giới thiệu về người thân trong gia đình? Đáp án A: Bố em là một bác sĩ giỏi. Đáp án B: Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Đáp án C: Minh quý là em trai của em. Và đáp án D: Hương là người bạn thân của em. Với câu số 13 thì Kem sẽ quan sát đáp án A, đây là một câu giới thiệu về người bố. Đó là bố em, là một bác sĩ giỏi. Vậy thì đây là một câu giới thiệu về người thân trong gia đình. Đáp án B, giới thiệu về mẹ cũng là một người thân trong gia đình. Đáp án C, giới thiệu về em trai cũng là một người thân trong gia đình. Và chỉ có đáp án D, Hương là người bạn thân của em. Đây là một câu giới thiệu về người bạn thân và người bạn thân thì không phải người thân trong gia đình. Như vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 3 là đáp án D. Đây không phải là câu giới thiệu về người thân trong gia đình em sẽ khoanh tròn đáp án D ở trong câu số 3 Câu số 4 Câu văn nào dưới đây viết đúng chính tả? Đáp án A Cửa biển ban đêm luôn dạng người ánh đèn Đáp án B Tiếng còi vang lên báo hiệu tàu sắp rời bến Đáp án C Chú kiếng nhỏ chăm chỉ kiếm mồi về tổ Đáp án D Hãy cẩn thận nhé, cái giếng này rất sâu. Với câu số 4 thì các em sẽ quan sát các đáp án như sau. Ở trong đáp án A các em sẽ thấy từ biển viết sai chính tả. Trong từ này thì chúng ta sẽ không viết vần yên mà sẽ sử dụng vần yên. Và tiếng đúng phải là biển chứ không phải biển. Đáp án B. Các từ ngữ đều viết đúng chính tả. Đáp án C. Có từ kiếng viết sai chính tả. Với từ này chúng ta sẽ không sử dụng vần yên mà sẽ sử dụng vần yên để được tiếng kiến chứ không phải kiếng. Và cuối cùng ý D. Em sẽ thấy có tiếng diến viết sai chính tả. Trong từ này chúng ta sẽ không sử dụng vần yên mà sẽ sử dụng vần yên để được từ giếng. Vậy thì đáp án D cũng chứa từ viết sai chính tả. Vậy trong bốn đáp án thì sẽ chỉ có đáp án B viết đúng chính tả thôi. Vậy thì các em sẽ khoanh tròn đáp án B ở trong câu số 4. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi ở bước 2 từ câu số 5 đến câu số 11 như sau. Câu hỏi số 5. Ai không phải là người thân bên họ ngoại? Đáp án A chú, đáp án B ông ngoại, đáp án C cậu và đáp án D gì. Với câu số 5 thì người thân bên họ ngoại sẽ bao gồm có ông ngoại, cậu và gì? Còn chú thì sẽ nói về người thân bên họ nội. Vậy thì đáp án đúng trong câu số 5 Đáp án mà không phải là người thân bên họ ngoại đó là chú. Các em sẽ khoanh tròn đáp án A trong câu số 5. Câu số 6. Câu văn nào dưới đây có hai từ ngữ chỉ người thân? Đáp án A: Bà nội thường kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích. Đáp án B: Cuối tuần này, bố sẽ đưa em về quê thăm ông ngoại. Đáp án C: Khi em còn bé, em sống cùng với bà nội ở quê và đáp án D. Anh họ của em là một người rất hiền lành. Trước tiên với ý A, bà nội thường kể cho em những câu chuyện cổ tích. Trong câu này thì sẽ có từ ngữ chỉ người thân, đó là từ bà nội. Ý B. Cuối tuần này bố sẽ đưa em về quê thăm ông ngoại. Trong câu này thì sẽ có hai từ ngữ chỉ người thân, đó là bố và ông ngoại ý c khi em còn bé em sống cùng với bà nội ở quê vậy ở trong câu này thì có từ chỉ người thân đó là bà nội và đáp án d anh họ của em là một người rất hiền lành trong câu này thì sẽ có một từ chỉ người thân đó là anh họ vậy thì ở trong bốn đáp án này các em sẽ thấy có đáp án b là câu văn có hai từ ngữ chỉ người thân vậy kem sẽ khoanh tròn đáp án b trong câu số 6 tiếp theo kem sẽ quan sát câu hỏi số 7 từ ngữ nào có thể thay thế cho cụm từ in đậm trong câu em trai của bố em là một người rất giỏi mà nghĩa của câu không đổi đáp án a bác đáp án b em họ đáp án c cậu và đáp án d chú với câu số 7 các em sẽ thấy có cụm từ in đậm đó là em trai của bố. Vậy thì em trai của bố thì chúng ta sẽ thường gọi là chú. Vậy trong câu số 7, từ ngữ có thể thay thế cho cụm từ in đậm để nghĩa của câu không thay đổi, đó là đáp án D, thay từ em trai của bố bằng từ chú. Các em sẽ khoanh tròn đáp án C trong câu 7. Câu số 8, dấu hai chấm trong câu văn sau có tác dụng gì? Trong chiếc ba lô của em có một vài món đồ nhỏ. Hai chấm, ba bộ quần áo, phẩy bàn chải đánh răng, phẩy hộp kẹo và những chiếc cặp tóc xinh xinh. chấm. Đáp án A đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật. Đáp án B báo hiệu bộ phận đứng sau dấu hai chấm là phần liệt kê. Đáp án C báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật. Và đáp án D. Báo hiệu phần giải thích cho bộ phận đứng trước dấu 2 chấm. Với câu hỏi số 8 thì dựa vào kiến thức mà Kem đã học về dấu 2 chấm thì Kem sẽ thấy dấu hai chấm thì sẽ có một số tác dụng khác nhau. Tuy nhiên ở trong câu này sau dấu 2 chấm thì sẽ có liệt kê những món đồ nhỏ ở trong chiếc ba lô đó là ba bộ quần áo, bàn chải đánh răng hộp kẹo và những chiếc cặp tóc xinh xinh. Như vậy trong câu số 8 thì dấu hai chấm sẽ có tác dụng, đó là báo hiệu bộ phận đứng sau dấu hai chấm là phần liệt kê. Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án B ở trong câu số 8. Câu số 9. Câu văn nào dưới đây sử dụng sai dấu hai chấm? Đáp án A. Bố em rất tuyệt vời, hai chấm. Bố giỏi tất cả các môn thể thao, chấm. Đáp án B. Gia đình em có 4 người, hai chấm bố phẩy mẹ phẩy chị gái và em chấm đáp án c mẹ bảo khi còn nhỏ em rất hai chấm nghịch ngợm chấm đáp án d em thủ thỉ với mẹ hai chấm đầu ngoặc kép con yêu mẹ chấm đóng ngoặc kép chấm với câu số 9, trước tiên kem em sẽ quan sát đáp án A. Trong đáp án A thì dấu hai chấm sẽ được sử dụng để Báo hiệu phần giải thích cho bộ phận đứng trước dấu hai chấm. Đó là bạn nhỏ đang nói về bố em rất tuyệt vời, vậy bạn giải thích bố tuyệt vời, đó là vì bố giỏi tất cả các môn thể thao. Như vậy, đáp án A sử dụng đúng dấu hai chấm. Đáp án B, dấu hai chấm sẽ được sử dụng để báo hiệu bộ phận đứng sau dấu hai chấm là phần liệt kê. Ở trong câu này thì người nói đang liệt kê các thành viên trong gia đình có 4 người, đó là bố, mẹ, chị gái và em. Như vậy đáp án B thì sử dụng đúng dấu hai chấm. Đáp án C, mẹ bảo khi còn nhỏ em rất hai chấm nghịch ngợm. Ở đáp án C này thì sử dụng dấu hai chấm ở đằng sau từ rất là chưa đúng và sử dụng sai dấu câu. Bởi vì ở chỗ này thì từ nghịch ngợm sẽ không phải là thành phần để giải thích cho bộ phận đứng trước. Và đoạn này thì chúng ta sẽ không sử dụng dấu hai chấm. Như vậy đáp án C sử dụng sai dấu hai chấm. Còn ở đáp án D, em thủ thỉ với mẹ, hai chấm con yêu mẹ. Dấu hai chấm ở đây được dùng để đánh dấu cho chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật. Chính vì vậy mà đáp án D thì sử dụng đúng dấu hai chấm. Vậy thì ở trong bốn đáp án này sẽ chỉ có đáp án C đang sử dụng sai dấu hai chấm, vậy các em sẽ khoanh tròn đáp án C trong câu số 9. Câu số 10 Đáp án nào đã điền đúng lần lượt các từ ngữ còn thiếu và bông hoa trong hai câu văn sau? Câu số 1. Chấm chấm chấm. Luôn đứng ở cuối câu cảm hoặc câu khiến. Câu số 2. Dấu phẩy và chấm chấm chấm. Không được dùng để kết thúc câu kể. Đáp án A. Số 1. Dấu chấm than. Số 2. Dấu chấm hỏi. Đáp án B. Số 1. Dấu chấm số 2 dấu chấm hỏi. Đáp án C, số 1 dấu chấm than, số 2 dấu chấm và đáp án D, cả A, B và C đều sai. Với câu số 10 thì dựa vào kiến thức mà các em đã học về các dấu câu thì chúng ta sẽ điền được như sau. Ở câu thứ nhất, một dấu mà luôn đứng ở cuối câu cảm hoặc câu khiến, đó sẽ là dấu chấm than. Còn ở ý thứ hai, dấu phẩy và một loại dấu không được dùng để kết thúc câu kể, đó là dấu chấm hỏi. Bởi vì dấu chấm hỏi thì sẽ sử dụng để kết thúc câu hỏi chứ không phải sử dụng để kết thúc câu kể. Vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 10 sẽ là đáp án A, đó là số 1 điền dấu chấm than, số 2 điền dấu chấm hỏi. em sẽ khoanh tròn đáp án A trong câu số 10. Câu số 11, dòng nào đã ghép các từ ở cột trái với cột phải cho phù hợp? Số 1 bà ngoại, số 2 bác, số 3 cậu. Ý A, em trai của mẹ. Ý B, người sinh ra mẹ. Và ý C, anh trai của bố hoặc mẹ. Đáp án A: 1 nối với B, 2 nối với A, 3 nối với C. Đáp án B: 1 nối với A. 2 nối với C, 3 nối với B. Đáp án C, 1 nối với B, 2 nối với C, 3 nối với A. Và đáp án D, 1 nối với C, 2 nối với A, 3 nối với B. Với câu số 11 thì cô sẽ hướng dẫn các em ghép các từ ở cột trái với cột phải cho phù hợp như sau. Trước tiên ở số 1. Bà ngoại thì chính là người sinh ra mẹ. Như vậy thì một thì chúng ta sẽ nối với B. Ý thứ hai bác thì bác là anh trai của bố hoặc mẹ. Vậy thì hai các em sẽ nối với C. Còn ý thứ ba cậu, cậu thì là em trai của mẹ, như vậy các em sẽ nối 3 với A. Vậy thì Đáp án để ghép đúng các từ ở cột trái với cột phải cho phù hợp đó là một nối với B, 2 nối với C và 3 nối với A. Vậy thì ở trong câu số 11, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Các em sẽ khoanh tròn đáp án C trong câu 11. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi ở bước 3, từ câu số 12 đến câu số 16 như sau. Câu 12, câu văn sử dụng đúng dấu 2 chấm là Đáp án A: cây mai nhà em đã hai chấm nở những bông hoa vàng rực rỡ. Đáp án B: chú thỏ có bộ lông rất đẹp, hai chấm trắng muốt và mượt mà. Đáp án C: nhà em có những hai chấm đàn gà con lông vàng. Và đáp án D: em thích rất nhiều loài hoa, hai chấm hoa hồng. Với câu số 12 các em sẽ quan sát các đáp án như sau. Đáp án A: Cây mai nhà em đã nở những bông hoa vàng rực rỡ. Trong câu A thì sử dụng dấu hai chấm ở câu này chưa chính xác bởi vì cụm từ đằng sau nở những bông hoa vàng rực rỡ thì không phải để giải thích cho bộ phận đứng trước dấu hai chấm. Như vậy thì câu A sử dụng chưa đúng dấu hai chấm. Ý B: Chú thỏ có bộ lông rất đẹp, trắng muốt và mượt mà. Trong câu số 12 thì kem thấy dấu hai chấm ở đây đã được sử dụng đúng Bởi vì từ trắng muốt và mượt mà thì sẽ để giải thích cho bộ phận đứng trước Đó là bộ lông của chú rất đẹp như thế nào Thì rất đẹp là trắng muốt và mượt mà Vậy ý B sử dụng đúng dấu hai chấm Ý C, nhà em có những hai chấm đàn gà con lông vàng Câu này cũng sử dụng chưa đúng dấu hai chấm Cụm từ đàn gà con lông vàng sẽ không phải giải thích cho từ những ở đằng trước được như vậy ý c đang sử dụng sai dấu hai chấm còn ý d em thích rất nhiều loài hoa hai chấm hoa hồng trong câu này thì cũng đang sử dụng chưa đúng dấu hai chấm nếu như ở đằng sau dấu hai chấm ở trong câu này thì cần liệt kê thêm một số loài hoa khác nữa thì mới là báo hiệu cho bộ phận đứng sau dấu hai chấm là phần liệt kê tuy nhiên ở đây chỉ mới nêu ra hoa hồng thôi thì sẽ chưa đủ để sử dụng dấu hai chấm như vậy ý d cũng đang sử dụng chưa đúng dấu hai chấm Vậy thì ở trong câu này sẽ chỉ có đáp án đúng là đáp án B. Chú thỏ có bộ lông rất đẹp, hai chấm trắng muốt và mượt mà. em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu 12. Tiếp theo câu số 13. Những câu văn có dấu hai chấm dùng để báo hiệu phần liệt kê là Câu số 1. Trong giỏ có rất nhiều hoa quả của mùa hè, hai chấm xoài, ổi, nhãn, mít, chấm chấm chấm. Câu số 2. Ở miền Bắc, một năm có bốn mùa, hai chấm, xuân, hạ, thu, đông. Và câu số 3. Hoa mặt trời còn có tên gọi khác là hoa hướng dương, hai chấm, hướng về mặt trời. Đáp án A. Câu 2 và câu 3. Đáp án B. Câu 1 và câu 2. Đáp án C. Câu 3 và câu 1. Đáp án D câu 1, câu 2 và câu 3. Với câu số 13 thì các em sẽ quan sát câu văn. Ở trong câu số 1 thì dấu hai chấm đang được dùng để báo hiệu cho phần liệt kê cho những hoa quả mùa hè, đó là bao gồm có xoài, ổi, nhãn, mít. Ở câu số 2, dấu hai chấm đang được dùng để báo hiệu phần liệt kê ở phía đằng sau, đó là bốn mùa ở miền Bắc, bao gồm có xuân, hạ, thu, đông. Còn ở câu văn số 3 thì dấu hai chấm đang được sử dụng để báo hiệu phần giải thích cho cụm từ phía đằng trước đó là hoa hướng dương thì được giải thích đó là hướng về mặt trời như vậy ở trong ba câu văn mà cô vừa phân tích thì sẽ có câu số 1 và câu số 2 dùng để báo hiệu phần liệt kê như vậy ở trong câu số 13 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B Kem sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 13 Câu số 14. Dấu câu cần điền lần lượt vào bông hoa trong đoạn văn sau là Sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện với đủ màu óng ánh chấm chấm đỏ, chấm chấm cam, chấm chấm vàng, lục, lam, chàm, tím. Cầu vồng thật là kỳ lạ quá. chấm. Tên là cầu mà không chạm vào được. Cây cầu như giải lụa nối liền bầu trời với mặt đất. Đoạn văn trích trong bài đọc cầu vồng của tác giả Giang Anh. Đáp án A, dấu 2 chấm, dấu phẩy, dấu phẩy, dấu chấm. Đáp án B, dấu chấm, dấu phẩy, dấu phẩy, dấu 2 chấm. Đáp án C, dấu chấm, dấu 2 chấm, dấu phẩy, dấu chấm than. Và đáp án D, dấu 2 chấm, dấu phẩy, dấu phẩy, dấu chấm than. Với câu số 14 thì kem sẽ quan sát để thay thế các dấu câu ở trong đoạn văn như sau. Đầu tiên, sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện với đủ màu óng ánh. Ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng dấu hai chấm để thay thế cho bông hoa để liệt kê các màu ở phía đằng sau của cầu vồng. Vậy bông hoa thứ nhất kem sẽ sử dụng dấu hai chấm. Với bông hoa thứ hai và thứ ba, kem sẽ thấy các bông hoa được dùng để ngăn cách giữa từ đỏ và từ cam, từ cam và từ vàng. Vậy trong trường hợp này thì các em sẽ sử dụng dấu phẩy dùng để ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm trong câu. Và bông hoa cuối cùng, các em sẽ thấy bông hoa đứng ở cuối câu. Cầu vồng thật là kỳ lạ quá. Trong câu này thì các em sẽ thấy đây là một câu cảm với từ cảm là từ quá. Vậy thì trường hợp cuối câu cảm thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu. Vậy thì các dấu câu điền lần lượt ở trong câu số 14 của đoạn văn đó là dấu hai chấm dấu phẩy dấu phẩy và dấu chấm than vậy đáp án đúng của câu số 14 đó là đáp án d các em sẽ khoanh tròn đáp án d câu số 15 đoạn văn dưới đây đã sử dụng sai mấy dấu câu đủ thứ dấu hiệu báo mùa xuân đã đến hai chấm thời tiết ấm áp phẩy hoa đào nở và cả tiếng chim én hót. Chấm. Không biết vì sao chim én chỉ cần cất tiếng hót là mùa xuân về. Chấm hỏi. Chắc vì giọng hót của chim én trong trẻo, ngọt ngào và hấp dẫn. Chấm. Hay vì chim én là bạn thân nhất của mùa xuân nhỉ? Chấm than. Đoạn văn theo tác giả Mai Nhung. Đáp án A, hai dấu câu. Đáp án B, 3 dấu câu Đáp án C 4 dấu câu Và đáp án D 5 dấu câu Với câu 15 thì các em sẽ quan sát đoạn văn như sau Đầu tiên các em sẽ quan sát thấy có dấu hai chấm Dấu hai chấm thì sẽ được sử dụng với tác dụng đó là Để báo hiệu phần liệt kê cho dấu hiệu của mùa xuân Đó là thời tiết ấm áp, hoa đào nở và cả tiếng chim én hót Vậy dấu hai chấm và các dấu phẩy ở trong câu này đều sử dụng đúng. Dấu chấm ở cuối câu cũng sử dụng đúng bởi vì đây là một câu kể cho nên kết thúc câu kể thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm. Câu thứ hai: Không biết vì sao chim én chỉ cần cất tiếng hót là mùa xuân về. Đây là một câu sử dụng sai dấu câu bởi vì mặc dù có từ không biết, tuy nhiên từ này không phải mục đích để sử dụng là từ hỏi ở trong câu và vì vậy đây không phải một câu hỏi mà là một câu kể. Mà cuối câu kể chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm hỏi mà sẽ sử dụng dấu chấm. Như vậy thì ở câu văn số 2 sử dụng sai dấu câu. Chắc vì giọng hót của chim én trong trèo ngọt ngào và hấp dẫn. Đây là một câu kể cho nên cuối câu kể chúng ta sử dụng dấu chấm. Dấu phẩy ở trong câu này cũng sử dụng đúng. Như vậy thì câu này sử dụng đúng dấu câu hay vì chim én là bạn thân nhất của mùa xuân nhỉ. Đây là một câu hỏi với từ hỏi là từ nhỉ. Vậy cuối câu hỏi các em sẽ không sử dụng dấu chấm than mà sẽ sử dụng dấu chấm hỏi để kết thúc câu. Như vậy câu này cũng sử dụng sai dấu câu. Vậy thì ở trong câu số 15 các em sẽ thấy rằng có hai dấu câu được sử dụng sai. Đó là dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Vậy các em sẽ khoanh tròn đáp án A trong câu 15. Câu 16. Có thể bỏ dấu hai chấm trong câu văn sau không? Vì sao? Hai bố con Khánh đã có một kế hoạch rất tuyệt vời cho ngày sinh nhật mẹ. Hai chấm tự làm bánh kem tặng mẹ. Đáp án A: Có, vì khi bỏ dấu hai chấm thì nghĩa của câu vẫn không đổi. Đáp án B: Không, vì dấu hai chấm trong câu có tác dụng dùng để liệt kê. Đáp án C: Có, vì khi bỏ dấu hai chấm thì nội dung của câu vẫn không đổi. Và đáp án D không Vì dấu 2 chấm trong câu dùng để báo hiệu phần giải thích Với câu số 16 thì các em sẽ thấy rằng dấu 2 chấm đang được sử dụng để báo hiệu cho phần giải thích ở phía đằng trước Tức là dấu hai chấm này đang nói về kế hoạch của hai bố con cho ngày sinh nhật mẹ Đó là kế hoạch tự làm bánh kem tặng mẹ Vậy thì trong câu này chúng ta sẽ không thể bỏ dấu hai chấm bởi vì dấu hai chấm đang được dùng để báo hiệu cho phần giải thích ở phía đằng trước. Vậy các sẽ chọn đáp án D trong câu 16, đó là không. Vì dấu hai chấm trong câu dùng để báo hiệu phần giải thích. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn Kem thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong tuần số 11, mái nhà yêu thương. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn Kem thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.